Rồi hôm nay mình đem đồ ăn vặt cây Trung Quốc cho bà chị bác ăn thử nè. Cái này là da đậu phụ xé tay, da đậu phụ là tàu hủ kỳ đó mọi người, sữa đậu nành á, nó để khô sau này nó vớt cái ván lên á, là nó là ván đậu nành á. Rồi với lại cái này là đồ cây, hai cái thương hiệu này là đều nổi tiếng của Trung Quốc hết á, chứ không phải đồ chơi nổi thôi nha mọi người. Rồi ăn thử cái này trước đi, bà chị ăn thử cái này trước nha. Bữa này là lần đầu tiên quay cái hiệu ra, quay hiệu ra đó. Này là trong này nó có nhiều cái tép nhỏ nha mọi người. Tép cái này về 2 4 5 10 10 tép nhỏ giống như vậy. 10 tép nhỏ giống như vậy. Rồi xé ăn thử. Rồi giờ là mình xé thử một tép nha. Rồi. Về nè, giờ mình xé nè. Đây. Nó có vị xả. Luôn. Từ từ. Đây nó có từng tép giống vậy nè mọi người. Cũng 5 tép á, trong một bịch một gói như vậy cũng khoảng 5 6 tép giống vậy. Nước dai. Nó có vị xả. Ngon. Ngon ha. Cái vị đó không bao giờ Việt Nam mình không có, cái mùi hương nó đặc biệt lắm, kiểu như là cái mùi gì đó ha. Nó mà đặc trưng là cái món nào cũng có mùi đó đó. À đồ à, của Trung Quốc lúc nào có cái mùi đó đó. Cái mùi cái lá mà xay gì á, ở Việt Nam có cà ri, giống như lá cà ri, đúng rồi, giống như lá cà ri. Ở Việt Nam có cà ri với lại ngũ vị hương á. Ngũ vị hương nó có cái vị của ngũ vị hương. Không có mùi ngũ vị hương. Cái mùi nó là cái mùi đặc cái trưng là gia vị đặc trưng đó, đó. Của Trung Quốc. Nhưng mà nó dai. Đó. Nó là cái sữa đậu nành người ta đã để khô xong ta vớt cái ván lên, đó là cái này đó, đó là ván đậu nành đó. Này ăn chay được không cô? Ăn chay được chay mà. À, chứ là đồ chay em mua tại đồ chay không ạ? Ngon cô. Ngon. Cô ăn. Ăn rồi. Cô ăn rồi hả? Rồi xong cái này giờ tới ăn đi, ăn hết đi, ăn đi. Đó, tới cái này. Nó cay cay nha mọi người, nó nồng. Coi chừng rớt xuống đất. Giờ tới cái này. Cái này. Cái này là xé dưới đây. Nó cũng sắc từng khúc cái hình. Đó, cái này xé như cái bịch. Nó cũng có cái ớt và cay nha. Vừa ăn vô chứ cái cay à. Ồ. Nó là nó có sẵn gì luôn. Được. Nha. Để nó cũng là ná ná. Cái này mùi nó khác cô. Nó dai hơn nữa. Cái nào ngon hơn? Cái này ngon hơn. Ừ. Cái này ngon hơn nha mọi người. Cái này nó dai hơn. Mùi nó đậm hơn. Cái mùi nó đậm hơn. Cái lần đầu tiên á mình mua là mình mua cái này nè mọi người, coi xem mặt nha. Đó cái bữa mà mình ăn mình review á là mình ăn cái này. Còn cái này là còn cái kia là đổ. Còn cái kia là mình phải đợi nó lâu quá. Tại vì đặt ở ngoài Hà Nội á. Mình đặt ngoài Hà Nội nhưng mà người ta phải đặt từ bên đó, người ta order về rồi người ta mới gửi qua cho mình á. Nên cái đó lâu quá. Đặt ngon. Cái này mà vừa xem TV vừa bóc lẫm là chắc hết luôn. Đó, nên cái này mình ăn thử cho biết thôi chứ thường thường người mình ít ai ăn mấy cái này lắm. Tại họ sợ rồi này nọ phải không? Mà ăn bình thường cái này là thương hiệu nổi tiếng không à, thấy người ta ăn đầy đó. Người ta order cũng nhiều lắm nha. Người ta order, Việt Nam order cũng nhiều lắm. Không biết có order như thế nào, không biết nãy giờ là cô kêu review mà mình toàn là ăn thật không mà mình nhai quá trời. Thì ăn luôn chứ, mỗi bạn có ăn hết nguyên dĩa luôn á. Rồi, cảm ơn cô. Bye bye mọi người. Rồi.